Một mảnh đất là tổng là 3.400 mét, có 60 mét mặt tiền, gần 60 mét mặt đường. Đấy, bên trong thì đã có một cái nhà sẵn, có cái ao. Đây là biệt thự thì vô cùng tuyệt vời. Cách trục quốc lộ 21 nó chỉ khoảng tầm 500 mét thôi. 500 mét là vào quốc lộ 21. Đấy, mặt đường từ đây đến cuối cái xe kia là 60 mét. Và sâu trong cũng là 60 mét. Này, nghỉ dưỡng đây thì tuyệt vời. Bên trong có rất nhiều cây ăn quả. Này, có rất nhiều cây ăn quả.